Kính chào quý thính giả đã trở lại kênh Chuyện Ma Hàng Bảo Kể. Quý thính giả nghe chuyện nếu thấy hay, hãy like, bình luận cảm xúc, đăng ký kênh và chia sẻ kênh để ủng hộ cũng như là tiếp thêm động lực cho Bảo quý thính giả nha. Kênh Chuyện Ma Hàng Bảo Kể sẽ được phát sóng vào lúc 19 giờ mỗi đêm. Mọi người nhớ đón xem. Chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều. Mọi người khi nghe chuyện hãy ủng hộ Bảo bằng cách đăng ký kênh, bấm vào nút like cũng như là bình luận bên dưới để giúp cho kênh của Bảo được mau chóng phát triển, lấy lại sự tương tác. Một lần nữa cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thì nhân tiện hôm nay là ngày 8 tháng 3, Bảo xin chúc cho tất cả phụ nữ ngày 8 tháng 3 trên kênh của Bảo có một ngày 8 tháng 3 thật là vui vẻ, đầm ấm bên gia đình và người thân. Rồi, thì hôm nay Bảo xin gửi đến các bạn một cái câu chuyện xa xưa rất là hay. Câu chuyện này nó cũng không có đơn thuần là một cái chuyện ma nữa các bạn. Giống như là ma là phải có đó, nhưng mà ngoài cái chuyện ma nó còn có những cái chuyện rất là ly kỳ. Thì câu chuyện này được ông Ba Quách kể lại. Ông Ba thì năm nay đã 64 tuổi rồi. Ông chia sẻ một cái câu chuyện mà ông nói rằng khi ông còn rất là nhỏ, ông thường hay nghe ông nội của mình kể lại. Và khi lớn lên độ cái tuổi mà còn con trai đó, 16, 17, 18 tuổi đó, thì ông cũng vẫn nghe kể lại. Cho nên ông rất là ấn tượng. Thì ông nói là mới biết kênh của Bảo gần đây thôi, có một cái câu chuyện này. Nghĩ rằng trên kênh của Bảo cũng kể rất là nhiều chuyện xa xưa, cho nên là ông mới gửi. Thì câu chuyện nó Bảo xin đặt tên theo đúng cái yêu cầu của ông là câu chuyện xa xưa, mang tên là Cõi Âm. Thì câu chuyện nó như thế này các bạn. Nói là hồi đó đó, thì trong một cái xóm này nè, nói là một cái xóm thôi nha, nhưng mà nó trải dài cỡ là 6-7 cây số, giống như hồi đó là kêu là một cái làng vậy đó. Thì trong cái khoảng 4 cây số ở giữa đó, thí dụ như 6 cây số đi, thì một cây số ở bìa, cây số ở cuối, còn 4 cây số ở giữa. Thì trong 4 cây số này á, bà con người ta ở sao nó vắng vẻ. Còn 2 cây số đầu và cuối á, thì nó lại ở đông. Lý do là có, là bởi vì á, trong số 4 cây số này dân cư sống chỉ bằng 2 cây số kia thôi, thấp hơn phần nữa. Là bởi vì đoạn 4 cây số, các bạn có thấy mà thầy Pháp mà có dòng họ luôn. Theo kiểu là một cái nhóm này là của dòng họ này là thầy Pháp. Thì gần gần đó cũng có thầy Pháp. Ta nói nguyên một cái đoạn như vậy. Những thầy Pháp mà khác nhau á, có không dưới 7-8 người. Thì đây là một cái điều cực kỳ hy hữu luôn. Thường thì thầy Pháp á, một người ở đây thì xa xa mới có một người, chứ ít khi nào mà họ ở gần nhau như vậy. Không biết sao trong cái chỗ này nó lại đông như vậy. Thầy Pháp dữ lắm. Thì cái việc mà thầy Pháp đông vào thời điểm đó đó, nó có nhiều cái lợi, cũng có nhiều cái hại. Cái lợi đầu tiên á, kể như là bà con ở trong đây yên ổn lắm, không có sợ chuyện tâm linh. Mặc dù thời điểm đó tâm linh dữ dằn lắm, thậm chí nhiều khi người ta đi ban ngày ta vẫn gặp ma mà. Cái thời điểm đó ma dữ lắm. Rồi quỷ cũng có nữa. Quỷ thì cũng chỗ này chỗ kia, lâu lâu cũng hiện hoài à. Đó, thì ở sống ở trong một cái thời buổi có thể gọi tạm gọi là âm thịnh dương suy như vậy á, thì ma cỏ dữ lắm nha. Và tác hại từ tâm linh rất là nhiều. Thì song song đó cũng có những cái vong linh họ không có quấy phá và họ theo, họ phù hộ thì cũng có. Đó, thì đó là cái lợi đầu tiên cho cái việc có nhiều thầy Pháp. Cái lợi thứ hai đó là trong những cái thầy Pháp mà nhiều như thế này nè, thì chúng ta có rất là nhiều cái sự chọn lựa cho cái việc cúng kiến, cũng như là họ sẽ cạnh tranh nhau về cái phần mà giá cả này nọ. Thì cái phần đó nó cũng có lợi cho bà con. Nhưng lợi thì thấy nó cũng không có gì là quá nhiều. Nhưng những thứ không có lợi đó thì có rất là nhiều. Điển hình như là thầy Pháp nhiều nè, thì họ sẽ có cái sự là
cạnh tranh với nhau, cạnh tranh lành mạnh thì không nói, nhưng mà cạnh tranh âm thầm trong bóng tối đó thì nó rất là ghê. Thậm chí bà con mình khi mà muốn mời một cái ông thầy pháp A này đi thì lại sợ ông thầy pháp B ghét. Và khi đã mời ông A rồi thì không thể nào sau này ông chị không hết đi, mà lỡ muốn mời ông B á là phải lén lút mời. Chứ không thôi ông kia ông nói là mình chê ông dở, làm không lợi, rồi sau đó ông B ông làm được đi. Rồi á thì ông sẽ tự kêu lên và rêu rao cái việc đó, thì chẳng khác nào đem mặt mũi cũng như là sức lực bùa chú của cái ông A này đem dùi dập, thì họ sẽ đưa ra cái sự hận thù đó. Cái bất lợi thứ hai nữa đó rất là lớn nha, là bùa sống trong một cái xóm mà bùa chú nhiều thì các bạn biết rồi, ai mà chẳng sợ. Rồi thậm chí đó, những cái người này người nọ đó, họ nói với nhau rồi bàn tán với nhau về ông thầy A, ông thầy B, ông thầy C, mà lỡ như lọt cái tay của những người trái chiều đó thì kể như sinh ra quả. Và một cái bất lợi tiếp theo nữa cũng rất là đáng để ghi nhớ, là cái việc mà thầy pháp á, họ đông như vậy, họ nhiều người như vậy thì không tránh khỏi cái việc chia phe chia phái. Và khi họ chia phe chia phái như vậy rồi, bà con ở đây ra gặp mặt ai, thí dụ như gặp mặt cái ông này, cái cười cười đùa nói chuyện chơi với ông này, thấy ông này thích quá, nhưng mà ông kia gặp ghét, nó sẽ sanh ra đủ thứ chuyện, còn nhiều cái lý do vân vân và vân vân. Cho nên á, là cái khu vực ở 4 cây số gấp đôi nhưng mà lại dân cư sống không bằng một cây số đầu và một cây số cuối. Đó thì những ông thầy pháp này nè, cái thời điểm đó còn hỗn độn đó, kiểu như là cũng bùa chú này nọ thách thố nhau hoài à. Rồi riết rồi hình thành một cái việc là thí dụ như trong một năm á là mấy ổng phải mấy lần rồi mấy ảnh đấu bùa với nhau. Thời gian đầu á còn kêu bà con tới xem, nhưng mà thời gian sau thì bà con người ta một là không dám xem, hai là họ không còn đơn thuần là đấu bùa nữa mà kiểu như là hãm hại nhau cũng có đó. Thì cái bùa chú á, khi mà người ta dạy cho mấy thầy, đương nhiên là mong muốn mấy thầy đem cái bùa chú đó có cái tâm, có cái đức để giúp đỡ cho người này người kia, giúp đỡ cho những người không may vướng vào chuyện tâm linh. Chứ không thầy nào mà dạy cho họ để cho họ đem những cái bùa chú đó ra thi thố, cạnh tranh nhau để mà lấy danh, lấy tiếng, đem lại những cái lợi cho mình. Thì tất cả những ông thầy đó tại sao được yên vị trong xóm với một cái môi trường như vậy? Thì nhờ vào một cái vị thầy. Cái ông thầy này được gọi là ông Mười Đức. Ông Mười Đức á, bản thân ông có một cái người đệ tử. Đệ tử của ông đặt tên là Tâm. Cái người đệ tử này á, hồi đó đó là ông đi trị bệnh tà, bệnh tâm linh á, ở một cái vùng. Thì khi mà trị xong đó, có nghe bà con ở đó người ta nhắc có một thằng nhỏ tội nghiệp, nó lợi nó coi ổng. Nó coi ổng cái, nó thấy ông chị dông, chị tà vậy, nó lợi nó coi. Mà ánh mắt của nó long lanh, nó ngưỡng mộ lắm. Giờ ổng mới hỏi, ổng hỏi thăm coi này là ở đâu. Thì mới kể là cái gia cảnh của chú Tâm lúc đó là kiểu như rất là khó khăn và mất mát. Là cha mẹ thì mất sớm rồi, sống với một người bà. Cái ông thầy này, ổng nghe vậy, ổng thầy là Mười Đức á, ổng nghe vậy ổng mới động lòng. Ông mới đi lợi dọn giúp đỡ cho bà cụ đó. Thì sau khoảng 3 năm thì bà cụ đó, bà lớn tuổi quá rồi, sức bà cũng yếu quá rồi, bà mắc. Và trước khi mắc á, thì bà có nhờ người gọi ông Mười tới và bà gửi gắm chú Tâm. Và bà dặn chú Tâm là sau này phải xem ông Mười như cha ruột của mình. Đó, thì nói là đệ tử, nhưng đối với ông Mười, chú Tâm cũng như là một người con ruột của ông vậy. Đó thì ông Mười này thì cái tài bùa chú đâu đó rất là giỏi nha. Có thể nói là trong xóm này
nói chung cái vùng này thôi, cái vùng 4 cây số này thôi. À, chỗ khác thì không 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 nói tới. Thật ra cái danh vọng, cái thực lực của ổng á thì ở cái chỗ khác nó cũng nhiều người biết lắm, cũng nổi tiếng lắm. Nhưng mà mình so thì mình so ở trong xóm trước đi. Thì trong cái vùng chỗ này 4 cây số này gần như là không ai qua được ông Mười. Thậm chí ngay cả đệ tử của ông Mười là chú Tâm lúc đó cũng đã được là 26, 27 tuổi rồi, là cũng đủ sức kêu bằng qua mặt mấy ông kia hết trơn. Và cũng chính ông Mười và chú Tâm sức là bùa chú này nọ nó quá cao, mới đủ sức để đè ép lại những cái cuộc cạnh tranh cũng như đấu bùa với nhau, hãm hại nhau ở trong cái xóm này. Giống như bị có ông Mười là kiềm chế là được đó, còn như không là thôi, cỡ như là loạn xà bằng hết. À, thì lúc đó, đó cái kiểu mà đấu bùa với nhau này nọ thì sẽ không còn tiếp diễn nữa, vì ông Mười ông không cho. Ông nói á, đấu bùa với nhau như vậy á, mấy ông không có cái lòng cầu tiến và cùng với nhau hội ý để phát triển, để nâng cao cái thực lực, năng lực của mình lên, mà mấy ông chỉ là ám đấu nhau, hại nhau thôi, cho nên là từ đây không có được tổ chức nữa. Thì từ khi mà có ông Mười đứng ra, tất cả những cái ông thầy pháp gần ở đây là không có dám ho he. À, và bỏ luôn cái việc mà đấu bùa như vậy. Thì thời gian cứ như vậy mà nó trôi các bạn, nó trôi được khoảng 10 năm thì lúc này ông Mười cũng đã được là 60 mấy, gần 70 tuổi rồi, là không có còn mà đi xa chỗ này chỗ kia được, chỉ là vòng vòng gần gần thôi. Mà gần gần thì tâm linh ở đây đâu có, thầy pháp cỡ đó mà tâm linh sao có. Đó, cái ông Mười á, ông mới dòm người đệ tử của mình là chú Tâm, mà chú Tâm ngộ một cái là chú Tâm không có chịu có vợ. Ông muốn cho chú Tâm có vợ, năm nay chú Tâm cũng đã là 36, 37 tuổi rồi, nhỏ nhen gì nữa, mà ông cứ kêu hoài không chịu cưới vợ. À, thì cuối cùng ông nói tâm quyết quá đi, chú Tâm mới chịu. À, thì chú Tâm nói bây giờ là thầy kiếm một người nào đó, thầy muốn con cưới thì con sẽ cưới. Có nghĩa là mọi chuyện ông Mười sẽ đứng ra quyết định thay cho chú Tâm. Cái ông Mười ông vui lắm. Thì lần đó ông mới đi đâu đó, ông có người quen ở xa, cách đâu cũng hai mấy ba chục cây số lận, mà thời điểm đó là đi rất là cực khổ nha. Đó thì ông mới đi tới đó, ông dắt chú Tâm theo. À, thì cái lần này ông đi nè, giống như cái số sao đó các bạn, nó nảy sinh ra, nó làm cho bao nhiêu cái biến động trong cái thời khắc đó. Thì ông Mười ông đi mới khoảng 3 ngày thì những cái ông thầy bùa trong đây mấy ông có chuyện với nhau. Không biết nó xui khiến sao đó, thì có chuyện với nhau. Và khi có chuyện rồi á, nó ảnh hưởng không riêng vì một cá nhân nào, mà như là Bảo đã từng nói, họ có phe có phái. Chẳng qua là họ sợ ông Mười và chú Tâm, cho nên là không dám bày ra nhiều cái điều. Nhưng mà trong cái thời khắc này á, cái sự mâu thuẫn nó rơi vào cái chuyện đỉnh điểm giữa một cái nhóm này và một cái nhóm khác. Thì trong đó nó quy lại chỉ có hai nhóm thôi, không có còn mà tại vì ai đi lẻ là người đó chết, ai đi lẻ là làm không lợi những người kia. Hồi lúc trước có ông Mười, ông Mười ông đứng ra ông dàn xếp xong rồi thì họ hình thành một cái mối liên hệ âm thầm, là giống như chia ra hai phe. Thì cái hôm đó, đó bà con hàng xóm cũng nghe họ cãi vã rất là lớn, và thậm chí là đánh nhau bằng tay chân. Thầy bùa mặc dù nói họ đánh nhau bằng tay chân thì người ở ngoài có thể vào can thiệp được, nhưng mà do cái mức độ gây gỗ hôm đó quá lớn, đồng thời mỗi nhóm đều rất là đông, cho nên á là cái sự ẩu đả đó bà con không có dám nhào vô can thiệp, bởi vì sợ bản thân mình vô duyên vô cớ sẽ bị dính bùa. À, thì sau cái cuộc ẩu đả đó cũng đôi bên cũng tách ra, nhưng mà bà con hàng xóm dòm thấy là biết họ đang âm thầm và chuẩn bị đấu bùa với nhau. Thì có người mới nói bây giờ không biết là ông Mười ông đi đâu, chỉ có ông Mười về đây mới có thể dàn xếp được cái việc này thôi.
đó. Mà xui một cái á, là ông Mười ông đi chuyến này ông đi khá là lâu các bạn. Ông đi ròng rã khoảng chừng hơn một tháng mấy ông mới về. Và khi về là ông dự định trong đầu là sẽ chuẩn bị đám tiệc cho con trai của ổng, có thể nói là con trai đó. Thì cái hôm mà ổng ở đó đó, đáng lý ra ổng ở chơi thêm khoảng cả tuần nữa là theo dự tính của ổng, nhưng mà tối đêm đó ổng mới nằm ổng ngủ đi, thì một cái cảm nhận của thầy pháp á, nó tương thông sao không biết. Ổng mới nằm ổng ngủ mà ổng bất an, ổng khó chịu, bức rứt rất lắm. Cái ông mới kêu chú Tâm dậy, ông nói con, sao mà thầy cảm giác như sắp có chuyện lớn, bất an lắm, mà cảm giác này nó đến từ ở cái quê nhà của mình á. Đó thì hai thầy trò mới bàn luận với nhau, bàn luận xong rồi cái hai thầy trò mới ngồi xuống và làm một cái loại bùa, một cái bàn lễ. Thì ông cho một cái giống như là ông sai âm binh á, về để coi làm sao. Đó, thì sau khi mà cho âm binh đi rồi, giờ khao quân rồi, hỏi tha hỏi han hết rồi, thì mặt mày của ông Mười cũng như là chú Tâm là biến sắc hết trơn. Là lập tức sáng hôm sau là quả tóc đi về luôn, chứ không có dám nắng ná lại một giây phút nào. Sáng sớm là giọt đi về liền. Đó, thì với cái dàn âm binh mà ông Mười ông sai về đó, thì những âm binh này báo lại với ông Mười ở chỗ ông Mười sinh sống á, là mấy ông thầy bùa thầy pháp kêu bằng là liều mạng đấu bùa với nhau. Họ chỉ biết được như vậy thôi, chứ họ không có biết được rõ ràng chi tiết tình tự với làm sao. Bởi vì nói gì thì nói, những người đó cũng đều là thầy pháp, mặc dù là không lợi ông Mười, nhưng mà một nhóm đông như vậy hợp lực với nhau, đấu với một nhóm đông cũng hợp lực với nhau, thì cái sức của âm binh chỉ có thể là biết sơ sơ bên ngoài thôi, chứ đâu có dám lại gần. Vì vậy mà hai thầy trò phải quả tóc đi về sớm về làng. Thì từ đó đi về á, thì nó mất khoảng một ngày đường thôi. Hồi đó đi đứng khó khăn chứ đâu hồi xưa mà đâu phải như mình bây giờ các bạn, chủ yếu là quá gian ghe hay hoặc là xuồng, rồi sau đó là quốc bộ, chứ đâu có mà xe cộ như mình bây giờ. Đó thì mới đi về, đi gần tới sớm rồi đó, thì ông cũng sập tối rồi nghe. Ông Mười ông dòm vô cái ông tá quả, ông thấy là cái quán khí với cái kêu bằng cái tử khí á các bạn, nó dữ dằn lắm. Thì với lại những cái bùa chú mấy ông này dùng toàn là những cái pháp thuật mà kêu bằng hại người chết không, thì cái đó người ta gọi là tà môn á. Mà nó xông, kêu bằng nó xông lên dữ lắm luôn, mà cái quán khí nó quá trời quá đất rồi. Còn ông dòm vô một cái nghe, ông thấy dông gì nó lởn ngởn hết trơn các bạn. Người thường mình sẽ không thấy đâu, chỉ có cảm giác ớn lạnh rùng mình này nọ thôi. Nhưng mà riêng ông Mười và chú Tâm thì dòm vô dông tùm lum hết trơn. Nó lởn quởn, nó gặp hai người nó sợ. Nó tạt ra trơn à. Nó thì hai thầy trò mới đi vô, mà lần đầu tiên trong cuộc đời của ông Mười sống ở đây gần cả một đời người, lần đầu tiên mà vong linh nó xuất hiện nhiều như vậy. Hồi đó là kiểu mấy ổng ở đây vậy, tâm linh nào, vong linh nào nó dám lại gần. Đi đi về về hoàn toàn không hề có một cái sự xuất hiện gì của tâm linh cả. Mà năm bây giờ đi vô giống như là bước vô trong một cái chỗ địa ngục vậy. Giống như bước vô cái chỗ mà quỷ môn quan, nó vong hồn họ mới chết rồi họ vắt vưởng rồi tùm lum hết trơn. Ta nói chỗ này chỗ kia từa lưa hết trơn các bạn. Mà hai thầy trò thì nó đương nhiên là không có sợ những cái vong linh đó. Có điều chỉ đi khoảng một tháng thôi mà bây giờ sớm chòm của mình nó xảy ra cái việc lớn như thế này nè, mà không biết cái chuyện như thế nào nữa. Mà bây giờ là mới có đi đầu sớm thôi đã thấy vậy rồi. Tới phiên mà bước vô cái phạm vi là một cây số đầu đó, thì bà con ở đây ta gặp ông Mười với chú Tâm về. Ban đầu người ta dòm ra ngoài đường, người ta không có dám, tại hồi đó đâu phải như mình giờ có đèn đường này nọ đâu, nó tối hù tối thui hà. Thì gặp hai cái bóng đi, bà con người ta sợ, người ta tưởng đâu là ma nó vũ. Tại vì cái sự việc khủng khiếp trước khi mà ông Mười với lại chú Tâm về
là bà con người ta hoảng loạn đến độ là cứ sập chiều một cái là đóng cửa kín mít, không dám bước ra khỏi được. Vong linh nó đi còn nhiều hơn người sống ở ngoài nữa mà. Đó, thì khi mà dòm kỹ lại á, thì có một cái nhà, nhà này Bảo sẽ gọi là nhà của ông ba. Thì ông ba này á các bạn, ông hồi đó ông hay qua lại chơi với lại ông Mười lắm. Vai với thì ông hay kêu ông Mười bằng anh chứ không có kêu bằng thầy. Còn ông Mười cũng kêu lại là chú ba. Đó. Thì lúc đó ông ba ông dòm kỹ lắm rồi nha, mà con cháu ông cũng có khuyên ông là thôi đừng có kêu. Nhưng mà ông nó không được. Thấy giống ông Mười lắm. Thấy giống anh Mười lắm, tao phải hỏi tiếng mới được. Thì ông ở trong nhà chứ không có dám bước ra. Ông mới kêu lớn lên là ông nói là phải anh Mười không, anh Mười, anh Mười với anh Tâm mới về phải không. Ông Mười nghe tiếng kêu mới quay vô dòm thì biết đó là nhà của ông ba rồi. Do là sớm tới giờ ông cứ lâm lâm ông để ý tới cái những cái âm khí, quán khí, tử khí đó đó, rồi vong linh này nọ, chứ ông cũng không có dòm nhà dòm cửa. Thì bây giờ ông ba ông kêu, ông mới quay mặt vô ông dòm. Ông mới nói tôi nè chú ba ơi. Thì sẵn tiện có ông ba, hồi nãy ông không nghĩ tới cái việc hỏi thăm ông ba, nhưng mà bây giờ ông ba đã kêu rồi thì vô hỏi thăm coi coi tình hình nó ra làm sao. Ông Mười mới đi vô, đi thẳng vô trong nhà. Thì lúc này đi vô nhà được, đi bình thường thì rõ ràng là ông Mười rồi. Thì lúc đó ông ba mới an tâm mở cửa cho ông Mười với chú Tâm bước vô. Do là bạn thân với nhau cho nên là ông ba ổng có bùa ở trong nhà từ ông Mười ổng cho, là giống như là bây giờ ở trong nhà có cái chuyện tâm linh gì ổng ở trong nhà là không sao, mà còn không có cái vong linh nào nó vô được cái nhà ổng hết trơn á. Bây giờ ông Mười với lại chú Tâm bước vô rồi đó, thì hai người mới chắc chắn đây là người đó. Thì các bạn biết là dè chừng đến mức độ đó thì trước kia nó xảy ra rất là nhiều cái điều khủng khiếp đó. Thì vô tới trong nhà rồi ông ba nói trời ơi anh Mười ơi, anh đi đâu mà tháng mấy anh mới về anh ơi, khủng khiếp lắm anh Mười ơi. Ủa khủng khiếp sao chú ba, từ từ chú kể tôi nghe coi chứ tôi bất an dữ lắm rồi. Thì ngồi xuống ông ba mới kể, ông kể lại như vậy. Ông nói là cái hôm mà đánh nhau là chỉ sau cái lúc ông Mười ông đi được khoảng 3-4 ngày thôi là đánh nhau rồi. Và khi đánh nhau xong rồi đó thì hai bên đương nhiên có cái sự hận thù với nhau, mà bà con trong xóm ở đó đó người ta đâu có dám xen vô đâu, cái chuyện của mấy ông này sao mà dám dớ vô đó. Thì qua mấy bữa sau thì cái mâu thuẫn nó càng ngày càng dâng lên đỉnh của đỉnh điểm. Thì họ không còn là tay chân với nhau nữa, mà bắt đầu ban đêm ban hôm đó thì họ mới khiển âm binh. Ta nói bà con ở trong cái xóm đó đó, nghe ban đêm ban hôm nghe cái tiếng vong nó rú. Giờ có những người mà nhẹ vía, có những người mà hợp với những vong linh này nọ, có cái duyên âm này nọ, họ dòm ra họ thấy âm binh đứng, ta nói cục tay cục chân rồi cục đầu này nọ ha, mà hình thể quái dị tùm lum tùa lưa hết trơn á, là kêu bằng là âm ầm ở ngoài á, là họ đấu với nhau á. Thì bà con người ta chỉ dòm sơ qua một cái như vậy thôi là mặt không còn chút máu rồi, miệng mồm là ú a ú ớm ú ớ rồi, là chạy vô trong nhà chứ đâu có dám xem, đâu có dám coi gì nữa đó. Thì đêm họ không có dám coi nhưng mà vẫn nghe những cái âm thanh gào rú, và lâu lâu cũng nghe những cái tiếng cái ông thầy bùa, mấy ông thầy bùa, mấy ông niệm bùa rồi ông chửi mắng nhau, rồi ông nói theo kiểu là tao sẽ cho mày chết, tao sẽ cho tất cả mày chết, tao sẽ dùng bùa đó đó, mày chết với tao đó. Thì bùa đó thì bà con cũng sẽ hiểu theo cái kiểu là những cái loại bùa mà như ông Mười đã nói á, những cái cấm thuật á, những cái mà hại người này nọ đó, là ông Mười ông đâu cho sử dụng đó. Thì bây giờ họ kêu bằng họ sống chết với nhau rồi đó. Thì cái thời gian nó cứ như vậy, nó cho được có nửa tháng, nói chung là đêm nào họ cũng đấu hết trơn á, giết rồi dòm mặt ông nào ông nấy á, ta nói thâm quầng hết trơn, ban đêm họ thức họ đấu với nhau mà. Rồi cũng hao tâm tổn sức, thì điều này ông Mười ông hiểu rõ lắm. Bùa mà làm liên tục, mà đấu với nhau liên tục, khiển âm binh kiểu đó mà sức lực nào mà còn đó. Thì ngay kể đến điểm đoạn đó thôi là ông Mười ông nói trời đất ơi, cái tụi này nó điên hay sao vậy, nó đấu với nhau như vậy mà cứ đêm nào như lời của chú ba đây nói, đêm nào nó cũng đấu mà nó dậy trời như vậy đó. Thì khả năng á là mấy cái vong linh á nó sẽ được cúng kiến, những cái âm binh á nó sẽ được ăn rất là nhiều và nó thành ra thói quen, và khi á nó đánh như vậy á nó sẽ về nó đòi hỏi thêm. Mà tao nói nhầm khi tôi nè, tôi làm một lần á, tôi khao quân á
là tôi cũng phải chuẩn bị mấy ngày trời là mới chu đáo. Những cái việc này thì không thể nào mà làm đơn giản được, phải kỹ lưỡng. Thì ông ba lúc này ông cũng xen vô, ông nói vậy. Thì anh Mười nói đúng đó anh Mười. Tại vì á, ta nói nghe ban đêm họ đấu nha, mà ban ngày á họ tẻ đi, họ mua tùm lum thứ ở ngoài chợ hết trơn á, mà những thứ họ mua toàn là những thứ liên quan đến tâm linh không mà anh Mười ơi. Thì đó, rồi thức ăn thức uống nữa, chuẩn bị mà không chu đáo cho tụi nó ha, mà liên tục sai khiến tụi nó đêm nào cũng vậy ha, nó giặt chết à. Đó, thì lúc này ông ba ông mới vỗ tay xuống đùi cái đét đi. Ông nói trời ơi hèn chi anh Mười nói vậy đó, tôi mới rành đó, chứ tôi cũng không biết lý do làm sao mà chết ráo hết trơn. Trời ơi, nghe cái câu chết ráo hết trơn á, nghe là kể như ông Mười ông lanh người liền. Ông nói ủa là sao, họ đấu với nhau rồi bây giờ kết quả là sao, vì chết hết là sao, chú ba nói tôi nghe lẹ coi. Hiếm khi mà thấy ông Mười ông nghiêm trọng đến mức độ như vậy các bạn. Ta nói ông chị dông chị tà, thậm chí là quỷ á, mà mặt mày của ông rắn tỉnh bơ à, nhẹ nhàng từ từ suy nghĩ từ tốn lắm. Chưa bao giờ ông ba quen ông Mười mấy chục năm nay, chưa bao giờ thấy mà ông tắc thố tới mức độ là trầm trọng như vậy. Từ từ anh Mười, tôi kể cho anh nghe. Mà ông gấp đến độ mà khi ông ba ông nghe đó, ông cũng phải gấp theo, và ông liên tưởng lại cái cảnh tượng khi đó đó, ông run luôn. Thì ông Mười ông mới thấy là làm quá, thì ông ba ông không kể được, cho nên ông mới ráng ông kìm lại. Ông ngồi xuống, ông với chú Tâm mới nghe ông ba kể. Thì ông ba ông nói á, là cái gần nhất là sau nửa tháng trời khi mà anh đi đó, là họ đấu với nhau, nhưng mà qua tới cái ngày thứ 16, 17 đó nghe, là bắt đầu có người chết. Giống như cái nhóm bên A với cái nhóm bên B đi, thì cái nhóm bên A chết trước 2 người, đương nhiên là bùa chú rồi. Nhưng mà bên A không có cự nữ hay là mày giết cho này nọ, hay là đem lên quan thưa kiện hay là cái gì cả. Họ chỉ âm thầm họ chôn thôi, họ chôn cất. Rồi xong rồi mấy bữa sau là thấy bên B chết. Ta nói thí dụ nha, mình nói điển hình thí dụ thôi nha. Giống như là một cái nhóm một bên là 20 người đi, gồm có tất cả thầy bùa và con cháu thầy bùa các kiểu. Thì ở bên đây 20 người, trong vòng chỉ có một tuần lễ thôi mà chết còn có khoảng chừng 12, 13 người, là chết 6, 7 người. Bên đây cũng rơi vô cái tầm cỡ vậy, hoặc là chết hơn 1, 2 người vậy thôi. Đó, thì người ta nói trời ơi, cái này mà ông Mười ông không về á thì còn chết nữa. Nhưng mà chỉ mới có suy nghĩ buổi sáng thôi, thì tối đêm đó người ta nghe cái tiếng gầm rú đầy hết trơn. Bà con trong xóm nghe thế mà rợn người luôn. Tới chừng sáng ra đó, tự nhiên nghe tới khuya cái êm ru, không còn tới âm thanh gì hết trơn, mà chỉ nghe những cái âm thanh mà nháo nhào của những cái vong linh thôi. Tới sáng là cỡ 4 giờ sáng là im bặt hết trơn, không còn một tiếng động nào hết trơn. Sáng sớm hẳn ra bà con người ta mới đi qua, người ta coi con sao. Đi qua ta nói nằm chết la liệt hết trơn các bạn. Không có ông A ông B nào mà còn sống hết trơn. Cả cái nhóm thầy bùa đó là chơi mà chết ráo hết trơn. Thì bây giờ làm sao? Người ta phải chạy lên, người ta báo với những người có chức quyền ở đó, rồi sau đó mới trở về. Thì nói chung là mấy cái người trưởng làng, trưởng xóm ở đó, hay là quan lại gì ở đó, thì người ta cũng thừa biết mấy ông này đấu bùa đấu pháp với nhau rồi. Nhưng mà mấy ông đấu như vậy đó, cái chuyện của mấy ông. Bây giờ đâu có lúc mà mấy ông đang đấu mà còn xen vô không được, mà quan nó xuống ta cũng hòa giải các kiểu này nó không được. Thì bây giờ nhìn cái chết của họ thì người nào người nấy nó chết mau miệng mau mồm tùm lum hết trơn, mà mặt mày tím tái nhìn thấy ghê lắm, trợn trừng mắt làm ớn ngốc hết trơn á. Thì cái người ta mới sợ nó tích tụ những cái âm khí quán khí này nọ, tới cái quan quyện đồ, người ta mới nói thôi bây giờ đem nó quả táng. Chứ bây giờ quá trời quá đất vậy rồi chôn cất làm sao đó. Thì nghe ông ba kể tới đó, ông Mười ông tái mặt hết trơn, nói trời đất ơi sao, ai bây giờ sao, quả táng hết chưa? Thì ông ba ông nói là quả táng rồi, quả táng trước khi anh về đâu cũng chừng là mười mấy ngày rồi anh Mười ơi. Trời ơi, ông Mười ông từ đứng lên ông hỏi, ông đứng bật lên ông hỏi là về quả táng chưa. Rồi nghe câu trả lời của ông ba là ông giống như cái chân tay ông bủng rủng hết trơn, ông là ngồi xuống cái bịch luôn.
chú Tâm phải đỡ lấy ổng đó. Ủa cái gì với anh Mười, cái gì mà cái bộ anh nghiêm trọng quá vậy anh Mười? Chết rồi, cái quà lớn rồi chú Ba ơi. Đó, thì sau một lúc lâu nghe, cả hai thầy trò đều trầm mặc và ông Mười thở hổn hển luôn. Ông biết là quà tới rồi. Đó, thì ông mới giải thích cho ông Ba hiểu. Ông nói á, mấy ông này á vì thù hận mà đấu bùa với nhau, dẫn đến cái việc là bất chấp đó. Rồi chết chóc rồi đó thì thù quán nhau theo kiểu là không chết không thôi. Thì sau đó đó họ luôn luôn dùng những cái bùa chú mà có thể nói là cấm thuật để mà hại nhau đó. Đấu như vậy rồi khiển âm binh liên tục như vậy thì âm binh nó ăn uống và nó đấu mỗi đêm giống như con người mình thôi. Nó mệt mỏi, nó cực lực á, thì nó đòi hỏi thêm. Mà lúc này mà liên tục mình khiển vậy thì cái thực lực, cái bùa chú của ông thầy Pháp nó sẽ giảm. Thì nó quay lại nó giặt. Thì ông mới nói là nó giặt cái này, nó giặt chết. Cũng không có phải là hai bên đấu với nhau kêu bằng lưỡng bại câu thương vậy đó. Thì không phải. Cái này là do lúc trước á, thì đấu với nhau có người bên chết, bên này chết mấy người, bên kia chết mấy người, thì thật sự là họ hại nhau họ chết. Còn về cái vấn đề mà sau này mà đồng loạt chết như vậy đó, là 100% ông Mười khẳng định là bị những cái dông giặt chết. Giống như dông ông nào tạo ra, ông nào khiển âm binh thì dông nó giặt không chết à. Nhớ mà binh nó giặt bên A chết, giặt bên B chết. Bên A làm thì giặt bên A chết, bên B làm giặt bên B chết. Tại vì không thể nào trong một thời gian ngắn như vậy mà liên tục khiển âm binh kiểu đó chứ. Nó tổn hao cái bùa chú rồi cái thể lực của ông thầy Pháp, cái năng lực của ông pháp thuật này nọ nó phải suy yếu thôi. Còn những cái dông thì nó được ăn uống nhưng mà nó sẽ rất là tức, vì bản thân của nó nắm mất, vì phải đêm nào cũng bị kéo ra để mà đấu như vậy trên. Rồi nó cũng sức đầu mẻ chán đấu với nhau mà. Đó, thì chết mà cái kiểu như vậy là ông Mười khẳng định là bị dông giật chết. Mà những người thầy Pháp họ luyện âm binh thì cái đại kỵ nhất là bị dông nhập, bị dông của chính mình mà nó giặt chết. Thì cái đó có uất hận, cái uất ức của họ rất là lớn, cực kỳ lớn luôn. Họ sẽ không bao giờ siêu thoát đâu, khó có khả năng siêu thoát lắm. Trừ khi là cái ông thầy bùa đó ông làm một cái chuyện gì đó, ông cứu người, ông biết là sai cái đám âm binh này đi đó, thì nó về nó giặt ông cũng chết. Nhưng mà ông vì cứu người này nọ thì ông cam tâm tình nguyện, ông làm cái vấn đề đó thì cái quán khí của ông sẽ không có bao giờ lớn. Tại vì cái người có đức thì người ta vậy đó, sẽ hưởng theo đúng những cái gì mà ông tạo đức trên trần gian này nọ, theo như cái lời của ông Mười giải thích. Còn riêng về cái trường hợp những cái ông thầy Pháp này đấu bùa đấu pháp với nhau rồi bị chính cái âm binh của mình nó giật chết á, mà cái thù quán của họ chưa có trả xong nữa, tại vì họ thù bên kia mà, nó làm tất cả để mà tiêu diệt bên kia, thì bên kia cũng ngược lại thôi. Lớp nào là thù quán nè, uất ức nè, rồi bị dông của chính mình, âm binh của chính mình nuôi nó giặt chết, bao nhiêu thứ nó cộng lại, thì mọi người hiểu nôm na đơn giản như là cái quả khí từ cái thân xác cho đến cái linh hồn nó cực kỳ là lớn. Thì phải những cái trường hợp đó thì phải biết có thầy bà này nọ họ biết, họ sẽ vào để mà họ xoa dịu đi bằng một số cái bài cúng, một cái số cái hình thức bùa chú hay là trận pháp để so dịu đi những cái uẩn khúc, những cái thù hằn, những cái uất hận trong lòng của họ, so dịu từ từ, cúng kiến tử tế cho họ để cho họ biết được là vẫn có được cái sự hương khói, giống như là mình dùng một cái gáo nước mát để mình tưới lên cái quả tính trong cái lòng của họ, từ những cái thứ này thứ kia nó cộng lại á, khiến cho họ chết bất đắc kỳ tử á. Các bạn nên biết là một cái người bình thường thôi, khi mà họ chết tức chết tưởi đó thì họ cũng không có chịu đi đầu thai, và cái quán khí họ rất là lớn, rất là mau họ thành những cái dòng linh dữ. Chứ đừng nói là những ông thầy Pháp dùng chính bùa chú thường ngày rồi đấu với nhau với cái mức độ thù hận đỉnh điểm đến như vậy. Thì bây giờ
không thể nào dùng cái hình thức quả táng để đưa vào đó được. Tại vì họ nói bây giờ thân xác của họ cũng không có còn, quốc hận thì nó còn, nó trào răng và họ dòm cái thân xác của mình bị thiêu rụi. Thì giống như các bạn nói, lửa nó đã cao rồi thì bây giờ nó càng tưới cái sự nóng nó lên càng cao nữa. Mà thầy pháp không phải như người thường, khi họ làm một cái bùa chú này nọ thì họ sẽ có một cái hậu chiêu, và cái hậu chiêu đó nó sẽ đảm bảo cho họ khi mà họ chết họ không bị những cái vong linh nó theo nó bám hay hoặc nó trả thù, dù là thầy pháp ác hay là thầy pháp thiện. Có điều cái việc của những ông thầy này á, các bạn biết họ đang trong cái xu cái hướng á, là không chết không thôi, mà cho nên họ đâu có giữ được cái gì đâu. Giống như có bao nhiêu làm hết, không có hậu chiêu hậu chiết vậy chứ, làm đại hết trơn. Và những cái bí pháp, những cái ẩn thuật nó hại người đó thì họ dùng. Họ dùng rồi thì khả năng á, làm gì không có chuyện họ thù hận quá rồi họ quá quỷ rất là mau. Thì ông Mười ông giải thích ra một lượt là kể như ông Ba cũng tái mặt luôn. Mặc dù là cái người bàng quan đứng cách xa mấy cây số, nhưng mà thời gian gần đây á, đến cả gia đình của ông có bùa chú của ông Mười mà không dám hó ra ngoài ban đêm. Thì các bạn biết rồi, vong linh ban đêm nó tứ tán cỡ nào rồi. Thì cái điều này ông Mười cũng giải thích luôn, là do đó những cái vong linh hồi đó tới bây giờ đó, nó không phải tự nguyện nó theo. Những cái âm binh mà họ những ông thầy pháp này nuôi dưỡng này nọ, rồi khiển âm binh này nọ để trị chuyện tâm linh đó, thì những âm binh này không theo cái kiểu là tự nguyện, không mời đến á, không phải là tự nguyện được mời rồi đến rồi sau đó là giúp đỡ này nọ thì không, mà những vong linh này là mấy ông dùng bùa chú đi bắt từ nơi này nơi nọ nơi khác. Những cái vong hồn mà vất vưởng lang thang không có cái nơi mà nương náu đó, thì họ đem về, họ nuôi dưỡng và họ có một cái khế ước gì đó với những cái vong linh đó, thì những vong linh đó sẽ không bỏ đi và không thể bỏ đi. Mỗi khi họ cần thì họ sẽ khiển đó. Thì và khi họ những cái vong linh này nó giật ngược lại cái ông thầy chết á, thì chứng tỏ là nó đã quốc hận thầy đó dữ lắm rồi. Mà khi nó giật chết như vậy rồi đó thì nó không còn cái sự ràng buộc của nó nữa, và bao nhiêu quốc hận của nó sẽ trả thù lên những cái người thầy bùa đó. Và sau những người thầy bùa đó thì cái ác tính trong lòng của những cái vong linh đó nó sẽ theo đó mà nó gia tăng. Và tôi sẽ không còn kể là cái người này là thầy một lần bắt tôi này nọ, là không còn nghĩ tới cái vấn đề đó như người sống mình đâu, mà họ chỉ dòm những người sống và họ phá phách đủ kiểu, giống như bây giờ là được thoải mái tự do rồi, kiểu như vậy đó. Mà họ không biết là những cái việc làm đó của họ là không có đúng. Họ chỉ nghĩ làm sao để cho họ được thỏa mãn tâm tính của họ lúc đó là họ làm, chứ họ không biết cái đó là sai. Giống như mình làm một cái việc bình thường mà mình không biết mình sai vậy đó. Thì cái này á, một vài vong thì nó còn đỡ, âm binh một nhóm thì nó còn đỡ, mà thầy pháp mà 5-6 ông chụm lại thành một nhóm, 5-6 ông chụm lên thành một nhóm, ông nào cũng có âm binh rồi cái bùa chú riêng để luyện ở trên đó, thì nó hỗn tạp lắm và sẽ không tránh được cái việc những vong linh này họ tồn tại ở đây, họ không có đi và họ sẽ phá phách những bà con lối xóm, thậm chí là bắt mạng. Giống như cá lớn nuốt cá bé vậy đó các bạn. Nó rơi vô cái trường hợp kiểu như vậy. Thì đó là một cái điều mà ông Mười lo lắng nhất. Bởi vì nói về cái cuộc mà đấu bùa pháp với nhau của những cái ông thầy bùa đó, thì họ làm, họ phải gánh cái hậu quả thôi. Và cái hậu quả nó lúc nào cũng rất là tàn khốc khi dùng chính những cái loại bùa chú đó mà đấu sống chết với nhau. Bằng một cái lý do, nó không phải là cái gì nó quá đáng, chẳng qua là cái sự cạnh tranh ghen ăn tức ở với nhau thôi. Thì những cái vấn đề đó họ làm thì họ phải chịu trách nhiệm, và chính cái mạng sống của họ.
Chỉ lo ở đây á, là lo cho những bà con vô tội. Họ chẳng có làm sai gì cả, họ chẳng có liên quan gì cả, nhưng mà bây giờ họ phải bị cuốn vô cái dòng đó và sẽ gặp nguy hiểm. Một mình ông Mười và chú Tâm tuy là giỏi, nhưng mà với một cái lượng người chết mà lại đem đi quả thiêu cái kiểu như thế đó, thì cái uất hận trong lòng của họ nó rất là lớn, cực kỳ lớn. Ông Mười nhận thấy rằng dù cho hai thầy trò có hợp lực cũng không thể nào áp chế được cái tình cảnh mà nó hỗn độn như bây giờ. Đó. Thì bây giờ cũng ban đêm rồi, ông Mười nói á, đi đường xa về mệt. Tuy là ông rất là hoảng và cảm thấy nó sự việc nó vô cùng lớn, nhưng mà dẫu sao ông cần phải bình tĩnh. Thì ông bình tĩnh ông mới đủ sức giải quyết được cái vấn đề nan giải như thế này. Ông mới nói với lại ông ba đó, đêm nay á chú ba cho tôi với thằng Tâm ngủ nhờ lại một đêm, mai mà nửa đường về có chú bà ở đây kêu lại mới biết rõ cái sự tình. Chứ nếu không á, thầy trò tôi cứ vậy mà đi về với cái tâm thế là tìm hiểu, không có biết cái nguyên nhân, e là đêm nay thầy trò tôi vô trong đó cũng khó mà đi ra. Cái lời của ông Mười nói ra như vậy đã làm cho một cái sự hoảng loạn trong lòng của ông ba nó trở thành kinh hoàng rồi. Tại vì nãy giờ chẳng qua là nghe ông Mười nói như vậy thì ông ba theo kiểu là lo lắng rồi sợ sệt chút ít thôi, nhưng mà bây giờ cũng ngồi gần ông Mười, mà bây giờ cả một cái người giỏi như ông Mười mà còn phải thốt lên một cái câu như vậy. Và khi mà ông Mười thốt như vậy thì đương nhiên ông ba sẽ kinh hoàng và cũng nảy sinh một cái câu hỏi, một cái dấu hỏi rất là lớn. Ủa anh Mười ơi, anh nói vậy á, cỡ anh với thằng Tâm mà còn không thể nào mà đi vô mà có khả năng chắc chắn đi ra, vậy thì bà con còn gì, bà con sao mà sống được đây anh Mười? Đúng mà, ông ba ông hỏi câu này rất là chính xác. Cỡ như hai người vậy mà đi vô còn chưa dám khẳng định có thể đi ra được thì sao mà bà con bình thường sống nổi? Tại vì hai ông cũng có thể là nhà cửa là cũng chặn pháp đầy dãy hết trơn á, cũng bùa chú tùm lum hết trơn, chỉ cần nhảy vô trong nhà thôi đã an toàn rồi, mà vong linh nó không có vô cái nhà người thường được thì sao mà nó vô nhà được hai thầy trò? Mà hai thầy trò còn nói như vậy thì chứng tỏ vong linh nó sẽ khả năng nó sẽ vô được những cái nhà khác, nó sẽ phá và nó hại người, thì cỡ như chết hết rồi còn gì. Thì ông Mười ông mới giải thích cho ông ba hiểu. Cái này thì chưa đến đổi như vậy đâu chú ba, là bởi vì á những cái người chết toàn bộ là thầy bùa, và những thầy bùa này họ đấu với nhau. Trước khi chết thì cái tâm niệm trong đầu của họ cũng luôn luôn là thù ghét cái nhóm thầy bùa đối lập đó. Rồi khi họ chết hết rồi cũng bị chính vong linh, những cái âm binh mà mình nuôi dưỡng dập chết thì cũng liên quan đến bùa. Đến khi mà họ chết á, thì mọi người ở đây không biết, đem đi hỏa táng, rồi làm tăng lên cái quả khí ở trong lòng của họ. Thì giống như chú hiểu đơn giản như là một cái người á, họ bị hận thù che mắt hoàn toàn lý trí vậy. Họ chỉ còn biết trong đầu của họ cũng vì bùa chú, cũng vì thầy bùa đối lập mà họ thê thảm đến như vậy. Rồi bà con á, không thương tiếc họ lại đốt xác của họ. À, cho nên á, là họ có một cái sự mặn cảm rất là lớn đối với thầy bùa. Thì khi họ chết rồi như thế này nè, có thể nói á, bình thường cái người bình thường đi không sao, nhưng mà hễ thầy bùa là họ sẽ bất chấp để mà liều mạng bắt cho chết những người thầy bùa đó. Còn bà con bình thường đó thì họ không phải là những người thầy bùa, không có nằm trong những cái chấp niệm mà trước khi chết những vong hồn đó họ đã mang, thì họ sẽ không có mạo hiểm đến độ xông vào nhà. Và đặc biệt hơn nữa đó, như cái lời của chú ba nói, đương nhiên thầy pháp thì có trận pháp, có này có nọ để bảo vệ nhà, nhưng chú cũng nên biết
là có những thứ không thể nào có được. Ví dụ như là cái nhà người bình thường thì người ta sẽ có tổ tiên hoặc thần giữ cửa để mà giữ nhà giữ cửa. Vong linh nó rất là sợ, không có dám vô, vô cũng rất là khó. Còn bên thầy pháp đó, như tụi tôi cũng khiển âm binh này nọ, mà khiển âm binh có thằng giữ cửa ở đó thì tụi nó sợ sao tụi nó dám lên. Cho nên á là cái việc chỉ có dùng trận pháp thôi. Rồi á, những thầy bùa đó khi mà họ chết, họ cũng là những cái người thầy bùa giỏi, biết trận pháp này nọ. Rồi những chưa kể đến á là những cái âm linh, những cái âm binh bên ngoài bây giờ nó vô chủ rồi, nó cũng rất là oán hận thầy bùa. Vì vậy gom những cái lý do đó lại, còn nhiều cái lý do khác mà tôi có giải thích thì chú cũng không có rành đâu. Tạm thời chú chỉ biết như vậy thôi. Cho nên á, thầy trò tôi là mới cảm ơn chú, chứ nếu như mà cứ dậy đi vô là bây giờ thầy trò tôi đã rơi vô nguy hiểm rồi đó. Thì khi mà nghe ông Mười ông giải thích hết được những cái điều này, mặc dù nó không có hoàn toàn có điều bao nhiêu đó cũng đủ cho ông ba ông hiểu rồi đó, thì ông mới dọn cơm nước này dọn ra. Nhưng mà ông Mười với chú Tâm ăn đâu có vô đâu. Hai thầy trò đêm đó mới nói bàn một hồi cũng chưa có ra kết quả gì thì mới đi nghỉ. Đi nghỉ rồi sáng đúng vào cái giờ 5 giờ sáng thì hai thầy trò mới nói với ông ba là bây giờ đó thầy trò tôi sẽ vô đó coi, coi coi tình hình nó ra làm sao, sự việc nó rơi vô ở cái mức độ nào thì sau đó mới có cái hướng giải quyết được. Thì hai thầy trò mới đi mà không có cho ông ba đi theo nha. Ông ba không đòi đi theo, không có cho. Bây giờ á, đừng nói là chú ba, thậm chí bà con trong xóm á, có tiếp xúc gần với tụi tôi nhiều cũng không, tụi tôi cũng không có cho đâu. Ủa sao kỳ vậy anh Mừng? Bởi vì vong linh bây giờ nó quá nhiều rồi, cái âm nó chèn ép cái dương dữ lắm rồi. Ai mà đứng gần hai thầy trò tôi nói chuyện thân thiết quá đó thì những vong linh nó cũng thù lây, thì vô tình tôi hại người ta. Cho nên là hai thầy trò tôi đi theo kiểu âm thầm thôi, chứ không có đi rõ ràng ngoài đường, thậm chí là phải tránh né bà con nữa. Trời ơi, nó dữ dằn, nó khủng khiếp vậy đó hả anh Mười? Thì đương nhiên rồi, phải chi á, lúc đó không có quả tang á thì tôi còn có một số biện pháp. Nhưng mà bây giờ á, nó rơi vô cái chuyện khó rồi. Chú ba ơi, âu cũng do cái căn cái số, tôi đi có một thời gian cưới vợ, đợi định cưới vợ cho thằng Tâm, mà bây giờ Tâm ơi, không biết thầy còn sống để coi cái ngày con cưới vợ không Tâm. Thì nghe cái câu nói đó đó, chú Tâm ổng rơi nước mắt các bạn. Ổng biết là vì muốn có được một cái thời gian đi hỏi vợ cho mình như vậy, là chú Tâm đi theo thầy của mình đi xuống dưới, mới biết là trong cái quá trình trước khi đi xuống đây là thầy đã lao tâm khổ trí rất là nhiều, tất cả cũng vì chú Tâm. Cho nên xuống đó đã xúc động rồi, mà bây giờ đi về biết rõ cái tính của thầy mình, gặp cái chuyện như vậy á, vốn hai thầy trò cũng có thể đi về để lấy một số đồ có giá trị, ở đi nơi khác sinh sống an nhiên bình thản, chỉ cần làm một cái trận pháp nào đó bao bọc những cái vong linh này lại, không cho họ thoát ra ngoài hại người, thì nó cũng là một cái cách tạm thời thôi. Sau này mà những vong linh nó thoát ra thì nó còn dữ hơn bây giờ nữa, thì đương nhiên chú Tâm biết thầy mình sẽ không bao giờ làm cái chuyện đó. Vì không những bảo vệ cho bà con mà thầy còn muốn siêu độ cho những cái vong linh đó. Dẫu sao họ cũng là thầy bùa, cũng từng là người đồng nghiệp với mình, cũng từng là những người đi trị vong trị tà, chẳng qua vì một cái lối suy nghĩ sai lầm mà gây ra cái hậu quả nghiêm trọng như vậy. Với tính tình của thầy, chú Tâm thừa hiểu thầy sẽ thậm chí là liều mạng để có thể siêu độ cho họ, và trên hết vẫn là bảo vệ cho những người bình thường. Thì không biết rằng á, với cái tâm đức đó, với cái bùa thuật của mình, thì hai thầy trò có làm được cái điều đó hay không, thì Bảo mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe vào tập tiếp theo. Còn bây giờ thì Bảo xin chào
Trước khi kết thúc, cũng xin gửi lời chúc lần thứ hai đến tất cả phụ nữ, ngày quốc tế phụ nữ, một cái ngày thật là đầm ấm, vui vẻ, êm đềm và hạnh phúc bên gia đình và người thân. Còn bây giờ thì Bảo xin chào, hẹn gặp lại, chúc mọi người có một đêm ngon giấc. Chúc vui vẻ mà sao êm đềm được. Chúc lại các bạn, chúc cho phụ nữ ngày 8 tháng 3 được vui vẻ, rộn ràng bên gia đình và người thân. Vui vẻ mà êm đềm kỳ lắm. Rồi, bây giờ thì Bảo xin chào, hẹn gặp lại mọi người vào tối mai nha.